Xin chào tất cả mọi người. Xin giới thiệu với mọi người, mình chính là Đức Vua Phong Cận TV đây. Ok. Và chào mừng anh em đã đến với một video mini world mới của mình nha. Yeah. Ok anh em ơi, thì hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại làm thêm một video mini world mới cho bạn xem rồi đây. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, share nè, và nhớ subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau mau đạt được 1 triệu subscribe anh em. Mình đã gần đạt được con số 1 triệu subscribe rồi, mấy bạn đừng quên là hãy đăng ký hội cho mình nha. Đó, trời ơi, gần được 1 triệu subscribe rồi anh em ơi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Hả? Thì mà mấy bạn ơi, mấy bạn thấy sau lưng mình có gì không? Đây mà cho bạn xem nè. Sau lưng của mình xin giới thiệu bạn, đây chính là những con thú cưỡi mới của Mini World các bạn ơi. Đây, bạn nhìn nè. Đó, ngầu chưa, ngầu chưa? Đây, đây chính là những con chuột hamster nha bạn. Đó, những con chuột hamster nè. Và ở đây có 4 con chuột hamster. Và 4 con chuột hamster này nó sẽ đứng ở dưới đất. Và chúng ta sẽ để những cái ghế lên trên những cái lưng của những con chuột. Và chúng ta sẽ cưỡi trên những con chuột hamster này các bạn ơi. Đó, nhìn ngầu chưa, ngầu chưa? Nhìn siêu ngầu luôn. Mà đặc biệt nha, là con thú cưỡi này đó bạn, là sẽ ngồi được 2 người luôn nha. Có đến tận 2 chỗ ngồi luôn các bạn xem nè. Đây, chẳng hạn như con này đi, bạn coi nè, đó, nó có đến tận 2 chỗ ngồi luôn. Vậy chúng ta có thể ngồi bên đây và một người bạn của chúng ta ngồi ở bên phía bên trái của chúng ta nữa. Đó, vậy có thể ngồi được 2 người luôn. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha các bạn nha. Và đây chính là một cái con thú cưỡi mới của Mini World và nó sắp ra mắt các bạn ơi, chứ hiện tại thì nó chưa có ra mắt nha các bạn. Đó, thì đây mình sẽ review cho các bạn xem về con thú cưỡi này nha. Đó, ok. Thì mới đầu thì mình vào đây nè, thì mình để ý nha là ở đây có 2 con chuột hamster là cực kỳ đẹp luôn, bạn thấy không nè. Con màu nâu nè, con màu xám nè. Hai con này nhìn cái mặt của nó cực kỳ dễ thương luôn. Rồi qua con thứ ba là con này. Con này thì nhìn cái mặt của nó, nhìn nó hơi kiểu nhìn nó xấu xấu thế nào các bạn ơi. Nè thấy không? Nhìn nó không giống con chuột mà nhìn nó giống con mèo hơn các bạn ạ. À, trời. Nè. Nó cái lỗ tai của nó với lại cái màu da của nó, cái màu lông chứ nhầm. Cái màu lông của nó nhìn y hệt như con mèo luôn các bạn ơi. Không có giống một cái con chuột hamster tí nào cả. Với lại là mình thấy nó cũng không dễ thương nữa. Mình thấy hai con bên này nhìn dễ thương hơn nè. Còn con bên này nhìn không dễ thương chút nào hết. Để mình xem coi. Cái gì vậy? Mọi người ơi, mọi người có thấy gì không mọi người? Hình như là con chuột nó đang xì hơi các bạn ơi. Các bạn ơi, bạn nhìn nè, hình như là con chuột nó đang xì hơi các bạn ơi. Trời ơi, cái gì mà sao tự nhiên ở trong này nó có cái mông của con chuột nè, sao nó bốc khói các bạn ơi, nó xịt khói ra nè. Trời ơi, con chuột này mất vệ sinh quá, nó xì hơi các bạn ơi, kinh vãi. Gỡ qua. Ok, để mình xem coi. À, đầu tiên mình sẽ cưỡi thử con chuột hamster ngồi ở trên ghế bằng tre anh em. Đó, đây. Wow, nhìn ngầu quá bạn, bạn coi nè. Đó, nhưng mà con này thì nó đi hơi chậm mấy bạn ơi. Nó đi nhìn khá là chậm. Wow, mà cũng đẹp. Nói chung là cái ghế này mình thấy là nó cũng khá là đẹp mấy bạn ạ. Tại vì có mấy con chuột hamster nhìn khá là dễ thương. Ok rồi, để mình xem con chuột tiếp theo nha. Chuột tiếp theo chính là chuột hamster ghế level 2. Thì cái level 2 này chúng ta đã có thể chạy được 2 người các bạn ơi. Đó, là có nghĩa là mình ngồi một bên và bạn của mình sẽ ngồi một bên. Mình có thể kêu Sammy hoặc là anh Dịch nè, hoặc là Kyron hoặc là bất cứ ai có thể ngồi kế bên mình luôn. Đó, nhìn ngầu các bạn. Nhìn cực kỳ ngầu luôn. Và con chuột cấp 2 này thì nó đi nhanh hơn con chuột cấp 1 các bạn ơi. Đó, thấy không? Đi nhanh hơn nha. Đó. Wow. Và con chuột cấp 2 này mình thấy nó cũng dễ thương hơn gọi là con chuột cấp 1 nữa. Đó, bởi vì là con này thì nó có thêm một cái áo choàng màu đỏ trên lưng nữa bạn. Người ta gọi đây chính là chuột cô bé hoàng khăn đỏ. Người ta đây là chuột hoàng khăn đỏ bạn ơi. Ui, nó nhảy kìa. Nó nhảy tưng tưng các bạn. Đó. Cái này ta gọi là chuột hoàng khăn đỏ nha. Rồi ok, để mình xem coi con tiếp theo là con level 3 để coi nó có gì khác những con còn lại nha. Con level 3 này thì mới đầu mình đánh giá là cái ghế của nó nhìn khá là đẹp các bạn ơi. Đây cái ghế của nó nè. Nhìn đẹp ơi là đẹp luôn. Nhưng mà con chuột thì không đẹp chút nào cả. Con chuột nhìn y hệt như là con mèo vậy đó. Không đẹp gì hết. Mà sau lưng của nó còn xì hơi nè bạn coi nè, thấy không? Cái đít nó xì hơi nè. Trời ơi, thúi quá. Trời ơi, ghê quá. Ok, ngồi anh thử nha. Wow, cái ghế này ngồi thì phải nói là cực kỳ ngầu luôn bạn ơi, thấy không? Ngầu ớn không? Wow, Sammy mà ngồi kế bên mình nữa là nhìn chẳng khác gì đám cưới luôn các bạn. Trời, nhìn cực kỳ ngầu luôn nha. Hai người con trai con gái mà ngồi chung với cái ghế này á là nhìn y hệt như là đang làm đám cưới luôn á, nhìn cực kỳ ngầu luôn. Wow, nó còn có những cái bông hoa nó rơi trên đầu của bọn mình nữa kìa anh em, thấy không? Wow, đẹp vãi. Wow, nói chung là cái ghế cấp 3 này là mình thấy là nó đẹp nhất nè. Nhưng mà con chuột không đẹp tí nào hết, con chuột nhìn xấu quá, không hề đẹp tí nào luôn. Ok rồi, để mình xem coi. À, trong con map này á, không chỉ là chỉ có những con thú cưỡi này không đâu nha các bạn, mà nó còn có những thứ rất là hay nữa mà nó nằm trong kho đồ này, mình sẽ cho các bạn xem nha. 1 hour later.
Ok bạn ơi, thì vừa rồi chúng ta đã vừa gọi là xem thử những con thú cưỡi ở trong Mini World. Ở thì mình đã test xong rồi thì mình thấy rằng ở trong cái map này á, không chỉ có những con thú cưỡi đó đâu nha, mà nó còn có thêm những cái vật phẩm mới nữa nè anh em ơi. Đó, cái map này cực kỳ hay luôn, không chỉ là chỉ có thú cưỡi đâu mà nó còn có thêm những cái vật phẩm mới nhìn rất là lạ luôn. Đây, mấy con chuột nó nằm ở bên dưới cùng nữa bạn. Đây, những con chuột này mình sẽ cho bạn xem nha. Đây. Đó, mình có thể triệu hồi những con chuột nè. Đó. Và trong những con chuột này á là mình còn có thêm những cái khác nữa nha bạn xem, chẳng hạn như là có những cái cây gậy nhìn giống y hệt như cây gậy của thủy thủ mặt trăng luôn nè. Đó, rồi còn có thêm cả robot nữa bạn ơi. Wow, có cả robot luôn, có người tuyết luôn nè. Đâu để mình thử triệu hồi ra coi. Ui, một con người tuyết to đùng luôn bạn ơi. Trời ơi nhìn nè. Ôi bạn coi cái khuôn mặt của nó nhìn ghê vãi. Ui, nhìn gớm vãi. Ok rồi, để xem coi còn con nào khác không. Đây là siêu nhân robot nữa bạn ơi. Wow. Ui, hình như là cái skin này là nó chưa có ra mắt đâu bạn ơi. Hình như trong đây nó có, trong cái map này là nó có tất cả những thứ mà Mini World không có luôn á. Rồi ok, để xem con tiếp theo coi. Wow, con này nhìn ngầu vãi. Bạn coi nè, con robot này là nhìn siêu ngầu luôn nha. Trời. Trời ơi, con robot này nhìn ngầu vãi nhìn nè, có màu đỏ, màu xanh mà mình thích luôn nè. Nhìn ngầu vãi. Ôi trời, con map này coi bộ hay nha, có nhiều thứ hay vãi. Ok, để mình xem tiếp coi. Trong đây là hồi nãy là mình có thấy nó có thêm cả những cây súng đó nè. Ồ, để mình lấy thử mấy cây súng nha. Còn này là gì đây? Cái này là trứng rồng hả? Sao có nhiều thứ nhìn lạ quá ta, đâu chịu hồi thử coi. Ui, không phải trứng rồng mà là quả bom bạn ơi. Ui trời. Trời ơi, hóa ra không phải là trứng rồng mấy bạn ơi, mà đây chính là một quả bom. Wow, cái này là bom à. Đâu mình thử lại coi. Cái quả này là quả gì đây? Quả này là quả cầu lửa hả? À, quả cầu lửa, trời có quả còn là quả bom nữa chứ. Rồi để mình xem cây súng này là làm được gì nha. Mình đang cầm trên tay là một cây súng sập gân nữa bạn ơi. Cây súng này không biết có làm được gì không nhờ, để mình thử nha. Ui, trời ơi, bắn một phát là chết người luôn. Đâu thử coi. Bùm. Rồi chết queo luôn. Bùm. 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 Trời ơi, chết hết luôn bạn ơi. Cây súng này xịn phải. Ok, rồi để mình xem coi cây súng còn cây súng nào khác nữa không nha. Ok rồi, mình sẽ thử sử dụng cây súng cool nè các bạn ơi. Cây súng này mình thấy nó khá là nhỏ nè, không biết nó có mạnh hay không đây, mình sẽ thử sử dụng nha. Bùm. Ui. Ui, nó chiếu ra cái ánh sáng gì nè các bạn ơi. Wow. Ui, cây súng này hơi bị ghê nha. Đâu, lặp lại coi. Băng. Ui. Bùm. Trời ơi, cây súng này dính vô người nào là người đó sẽ bị nổ tung các bạn ơi. Bạn coi nè, bắn vô đầu mày nè. Ui, trời ơi, banh xác luôn, ghê vãi. Ui, tính ra là cây súng này nhìn nhỏ nhỏ vậy mà ghê lắm nha, không phải hơi yếu đâu nha, phải không? Ui, bắn lủng đất luôn bạn ơi, bạn coi nè. Wow, cây súng mạnh dữ, bắn lủng cả đất luôn, ghê vãi. Trời, con map này coi bộ gọi là hơi bị hay luôn nha, có nhiều vật phẩm nhìn lạ vãi. Ok, để mình xem coi, còn gì khác nữa không? Trong con map này mình thấy là nó có thêm cả những cái cây súng vật phẩm bình thường nè, nhưng mà cây súng này không biết có giúp được gì không ta? Ui, trong đây có hai con mực nè. Ủa nhìn mấy con này lạ quá ta, đâu để mình thử triệu hồi ra coi con này là con gì. Mình thấy con này lạ quá, để mình triệu hồi thử nha. Đấy. Bùm. Wow, một con mực nữa bạn ơi. Ui, lần đầu tiên mình thấy được con mực trong Mini World luôn á. Wow, từ trước giờ mình chỉ thấy cá thôi chứ mình chưa bao giờ thấy mực luôn bạn ơi. Đâu để mình thử mình đổ nước xuống coi. Mình thử mình lấy nước mình đổ xuống coi nó có bơi được không nha. Wow, con map này hay vậy ta. Tính ra hôm nay mình tính vào đây để mình test thú cưỡi cho bạn xem. Ai dè đâu, mình thấy được thêm một số những con mod rất là lạ luôn, mình chưa gặp bao giờ luôn. Ok, sẽ đổ nước ở đây nè. Mình sẽ đổ nước ở đây xong mình thả con mực xuống nha. Ok, chịu hỏi con mực ra nè. Đấy, bùm. Ồ, con mực nè bạn ơi. Wow, con mực này nhìn siêu lạ luôn bạn ơi, mình chưa gặp bao giờ luôn á. Trong Mini World cũng có mực nữa hả ta? Lần đầu tiên mình biết luôn á. Đâu để mình xem coi con mực tiếp theo là con gì đây. Quay. Trời, con mực gì đâu mà to đùng vậy? Trời ơi, con này hình như cũng là con mực mấy bạn ơi. Nhưng mà con mực này nó to khổng lồ luôn. Vãi nồi, to thế. Oh my god, kinh thiệt chứ. Rồi, để mình xem tiếp nha, còn gì khác đâu không ta. Con map này hay ghê luôn á. Trong đây mình thấy nó có rất là nhiều thứ rất là lạ luôn anh em ơi. Chẳng hạn như cái chìa khóa nè, mình chưa thấy bao giờ nè. Có cả chocobo luôn đó bạn. Wow, lạ vậy. Cái chìa khóa này làm được gì đâu ta, để mình thử coi. Ui, chìa khóa này nó triệu hồi ra một ông già bạn ơi. À không, nó triệu hồi ra một nùi người luôn chứ không phải là một người bạn ơi. Trời, triệu hồi một lần cả nùi người luôn. Đâu thử lại coi. Hey. Trời, đông vậy. Cái gì đâu mà đông vậy, triệu hồi ra một lần cả nùi người luôn. Ok rồi, để xem thử con chocobo coi. Con chocobo có triệu hồi ra được con chocobo nha. Bùm nè. Ôi. Wow, triệu hồi được luôn nè. Ôi nhưng mà khoan, hình như con chocobo này nó hơi lùng á bạn ơi.
Mình nhớ con chocobo là nó to lắm mà sao con chocobo này nhìn nó lùng tẹt mà nó nhỏ nhỏ xíu à. Kỳ vậy. Rồi mình thử cưỡi cái coi. Ô vẫn cưỡi được nha bạn nha, mặc dù em chocobo này nhìn khá là nhỏ nhưng mà vẫn cưỡi được nha. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình thấy một con chocobo nhỏ xíu vậy luôn á bạn ơi. À ok bạn ơi, thì hôm nay các bạn thấy rằng là cái con map mà mình đang test các bạn thấy là có hay không nào. Trong đây á mình thời luôn nha, lần đầu tiên trong cuộc đời mình thấy được những cái con vật lạ ơi là lạ trong cái map này luôn á. Ó có cả những cái món vũ khí như là súng bắn ra laser nè, rất là lạ luôn. Ó thì mấy bạn thấy con map này có hay không nào? Nếu bạn thấy con map này hay thì đừng quên hãy bình luận lại cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video nó cũng đã dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mong mong đạt được 1 triệu subscribe nha anh em. Còn bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Bye bye, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt.